quý đồng đạo. Thì giờ đây thì đồng hương chúng ta cũng đã đến cái điểm chiến cuối cùng, tức là nơi đây cũng là chùa Bà Bài, cũng là cái nơi vị trí của ông thầy số 3. Thì chúng ta có tổ chức cái chương trình gọi là cảm thụ trong chuyến đi. Thì trước khi thì làm cái chương trình cảm thụ trong chuyến đi sẽ có đọc lại thánh thi của đức thầy. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu bài cho ông Cò Tào Hảo. Thì kính mời chúng quý vị cùng lắng nghe lại lời châu ngọc của tổ thầy do các vị đọc giảng viên trong đoàn thực hiện. Xin trân trọng kính mời. Trước khi hai vị đọc giảng viên trên diễn đàn, kính mời quý vị cũng cổ vũ cho một tràng pháo tay quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị, kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Chân
Dầu mắt phải mưa đơn gió kép mà cũng chuyên trì mà dẹp ngay trong ngày nào đắc được lung thông giấc hồn cha mẹ dạy cực lạc thành thôi anh dồn ấy là ngày ban thuộc không tu chúc cho đó dẹp mây mù vững vàng bất thôi công phu vuông tròn đến ngày biến càng non mòn tư ân đã trả chẳng còn tội căn nay ông nhập từ làm tăng chưa sao tùy khác hiện qua người ta đọc xong bài Châu Cầu Tào Hảo rất là hay.